Chào mừng các bạn đang đến với bếp của Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món ăn cuối tuần. Nhưng mà món này đặc biệt là rất nổi tiếng ở Huế, đó là món bánh canh Nam Phổ. Với món bánh canh này thì ở vùng Nam Phổ ở Huế thì họ có một cách nấu riêng biệt không giống như những cái loại bánh canh ở những nơi khác. Chính vì thế món bánh canh này được lấy tên là bánh canh Nam Phổ. Để thực hiện món bánh canh này thì đầu tiên Quốc sẽ hướng dẫn cái cách để mình làm cái phần nước dùng và phần nhân. Để thực hiện cái phần nước dùng và phần nhân này thì Quốc đang thực hiện cho 5 tô bánh canh thì Quốc sẽ có là 200g tôm đất như thế này. Và cái phần tôm đất này mình sẽ bóc nõn vỏ ra, cái phần đầu mình sẽ cho một khối để mình giả. Và cái phần tôm nõn này thì mình sẽ chỉ cho một khối và mình quết để mình làm phần nhân. Bây giờ với phần đầu tôm mình lỏ tôm này mình sẽ giả nát ra. Chúng sẽ bắt một cái nồi lên bếp. Và mình sẽ cho vào đây một thìa cơm đồ ăn. Phần hành tím sẽ cho vào là 3 củ. Mình đã mỏ ra. Sẽ cho hết phần hành tím vào, tiêm thơm. Cái đó mình sẽ cho phần đầu cơm này vào, phần mình xào. Và mình cho đây là 2 lít nước để mình nấu, mình lấy nước dùng. Sẽ cho 1 lít nước vào, mình rửa tối. Và cái phần nước này phải nằm trong 2 lít nước. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ làm cái phần nhân. Đây là cái phần tôm mà Út đã bóc ra từ 200g tôm tươi. Mình sẽ cho cái khăn mình lau sạch ráo. Sau đó mình sẽ cho tôm cối và mình sẽ giã. Tiếp theo Út sẽ cho đây là 100g bò sống. Phần thịt cua này là có 50g. Mình trụng sơ nước sôi nó có gừng với lại có rượu để cho nó bớt thôi. Sau đó mình sẽ phóng ra. Và mình xé nhỏ cái thịt cua này. Sử dụng là 2 cây hành lá. Mình lấy cả phần gốc, phần lá luôn. Cho mình thái cái bề nhỏ. Cho hết vào trong này. Mình sẽ cho vào đây là 1/4 thìa cà phê tiêu. 1 thìa cà phê nước mắm. 1/2 thìa cà phê hạt lên. 1/4 thì cà phê ớt bột đỏ. Cái phần ớt bột đỏ này nó có hương cay, nó làm cái màu của cái nhân nó đẹp hơn. Và sau cùng nó sẽ cho vào đây là 10ml dầu điều. Khi mình cho màu điều với lại cái phần ớt bột đỏ vào thì cái phần nhân mình nó sẽ có cái màu đẹp hơn tự nhiên như vậy. Và cái phần nước đầu tôm này nó đã ra được nước ngọt rồi, tôi sẽ để sang một bên. Sử dụng một cái nồi khác, tôi sẽ cho đây là 1 thìa cơm dầu ăn. Phần hành tím cho 4 củ. Sẽ cho hết phần hành tím lại phần tiêu thơm. Phần hành tím này mình phi cho nó vàng luôn. Khi hành tím thơm vàng thì tôi sẽ cho vào trong nồi là 50g gạch cua. Phần gạch cua này mình vừa sạc vừa tán ra. Tán bệnh phần lượng gạch cua đây. Khi chúng ta tán mịn phần gạch cua xong thì Út sẽ nêm vào đây là 1 thìa cà phê nấm rút mịn của Huế, 1 thìa ăn cơm đường trắng. Mình cho phần đường trắng vào để cho nó bốc bớt cái mùi mắm rút lên để cái mùi mắm nó tắt hơn. Rồi mình sẽ cho phần nước luộc cơm mình vào. Bây giờ mình sẽ nấu nước cho nó sôi lên, sau đó mình sẽ cho cái phần dinh này vào. Phần dinh này mình sẽ cho vào rồi. Sẽ cho một ít nước vào trong cái dĩa sau lòng, sau đó mình tiếp tục nhân vào. Mình cứ tán, bươi nó ra cho nó nhỏ nhỏ như thế này. Chứ mình không để nguyên cục, để nguyên cục thì cái phần nước nó sẽ không ngọt và nó sẽ không có giống như vậy. Cái đấy là làm cho nó hết cái phần nhân. Và cái phần nước nhân này mình sẽ lên vào đây là 2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê muối. Và cái phần màu dầu điều cũng sẽ cho vào đây là 10ml dầu điều. Bây giờ cái phần nước và phần nhân đã xong, cứ để sang một bên. Bây giờ là mình đến cái phần để mình làm cái bánh canh. Cái phần bánh canh này của đây có định lượng là 150g bột gạo và 250ml nước. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây, cho nước vào từ từ. Bạn lưu ý là mình sẽ cho nước vào trong bột chứ mình không được cho bột vào trong nước. Cho nước vào trong bột thì mình sẽ đánh từ từ, nó sẽ không dọt cho. Còn mình cho bột vào trong nước thì nó sẽ dễ dọt cho. Mình cứ cho nước ngay vào giữa, xong sau đó mình có thể dùng nước khuấy nhẹ nhàng. Khi mà nó nặng tay thì mình sẽ cho tiếp tục nước vào. Đây, khi mà đều hết rồi thì sẽ cho hết phần nước vào một đâm. Mình sẽ cho thêm vào đây
là 1 thìa hữu cơ dầu ăn, 1 phần 4 thìa cà phê muối. Và bây giờ mình sẽ bắt lên bếp và mình sẽ lấy chùm nè. Rồi mình khuấy, khi nào mình thấy nó đặc giống gần giống như hồ thì mình sẽ bắt ra ngoài bếp hoặc mình sẽ hạ lửa nhỏ lại để cho nó đều, mình đánh cho nó đều lên đã. Đánh nào mình nổi chùm cái bí đất là được. Mình dở lên mình thấy cái hồn nó không rớt, ok là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào trong một cái túi ni lông. Mình có thể dùng túi ni lông hoặc là một cái túi mắc bông kem như thế này. Bây giờ cái phần nồi nước chiên này mình sẽ bắt lại dưới bếp. Sẽ cho phần bột vào đây. Mình sẽ cắt một cái lỗ nhỏ như đây. Rồi khi nước sôi mình sẽ nặn vào. Các bạn nhớ là mình nặn ngắn thôi. Nặng đến khi nào hết cái nồi của mình. Như vậy là nồi bánh canh chúng ta đã hoàn thành. Khi nóng lên mà có bọt thì các bạn bớt bớt bọt đi. Bây giờ Quốc sẽ múc bánh canh ra tô. Thành phẩm của bánh canh thì các bạn để ý nè, là cái phần nước nó phải có cái màu vàng của gạch tôm thế này. Thì cái này là thứ nhất là dầu điều, cái thứ hai là từ cái phần đầu tôm thì giả, thứ ba là từ cái phần gạch cua mình xào lên. Còn trong đêm thì mình sẽ cho đây là hành lá, ngò và nước dọc. Sau cùng thì sẽ cho một ít xiên. Như vậy là món bánh canh nam phổ của chúng ta đã hoàn thành. Với món ăn này thì chế biến nó hơi mất thời gian tí xíu, nhưng cái cách làm rất đơn giản. Chúc bạn làm thành công món này vào dịp cuối tuần cho cả gia đình mình cùng thưởng thức.